Hello, nay cô sẽ hướng dẫn các bạn một chút về cái form đăng nhập nhỉ, cái module nội ở trong bước chat 4. Ví dụ khi người dùng nhấn vào cái nút đăng nhập, chúng ta sẽ xuất hiện một cái pop up nội và xuất hiện cái form đăng ký cho người dùng. Và sau khi người dùng người ta nhập vào thông tin gồm có email hoặc tên đăng nhập và mật khẩu, nếu mà người ta nhập đúng thì chúng ta sẽ gì? Sẽ xuất hiện thông báo là bạn đã đăng nhập thành công, và sau đó khoảng sau khoảng vài giây chúng ta sẽ quay lại cái trang hiện tại. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng Bootstrap 4, và ở trong bài của cô thì cô đã extension cái Bootstrap 4 vào. Nếu bạn nào chưa biết thì chúng ta vào extension cái này vào cho cô nha. Bootstrap 4. Ngoài ra chúng ta cần extension thêm một số các thư viện hỗ trợ như intention for CSS, class name in HTML. Ngoài ra chúng ta còn một cái SCSS everywhere nữa. Đó, các bạn sẽ cài một số các cái thư viện này vào. Đó, để hỗ trợ cho chúng ta viết code nhanh hơn. Đây, SCSS everywhere. Đó. Rồi. Vì cô đã có luôn cái extension cái Bootstrap 4 rồi nên ở đây chúng ta sẽ có V4 này. Đô la thì nó sẽ tạo ra một cái trang cho chúng ta. Tạo pop up mà đăng nhập nội. Vậy thì các bạn hoàn toàn sau khi xem hướng dẫn bài này xong thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái pop up đăng ký ha. Đây, code ở đây cô sẽ dùng những cái gợi ý sẵn ở trong này luôn, vì cô biết chúng ta chú ý có mấy cái đối tượng chính ở trong đây chúng ta cần phải nhớ. Ví dụ khi mà tạo menu thì chúng ta có nav menu đúng không? Đó, thì chúng ta chọn nav menu. Ví dụ có muốn tạo cái nav menu, vậy thì B4 gạch ngang nav 3. Thì ở trong nav 3 này nó có rất nhiều lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn một cái, ví dụ cô chọn cái này để mặc định, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nav 3 icon, nav 3 logo. Nếu không logo của chúng ta có thể là chữ hoặc là hình ảnh. Nếu bài của mình mà dùng hình ảnh thì chỗ này các bạn sẽ xóa đi và chúng ta vẽ hình ảnh vào. Còn nếu như chúng ta không có dùng hình ảnh mà chúng ta dùng chữ thì chúng ta có thể thay nội dung và chữ của mình ở trong đây. Ví dụ chúng ta thay là shop IT chẳng hạn. Rồi chúng ta thử xem kết quả. Ví dụ ở trong này có trang gì, trang chủ. Thì mặc định ban đầu trang chủ của chúng ta sẽ được chọn. Vậy thì ở đây chúng ta có một cái span currency và có class là SR only, tức là nó chỉ làm cái trang này của chúng ta đang được chọn, nghĩa là cái trang này của chúng ta là cái trang đang được đứng ở vị trí này thôi. Giữa trang chủ của trang giới thiệu chúng ta có drop menu hay không, nếu không có thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể xóa đi, tùy bài của mình mà mình tùy biến. Đây chúng ta xem thì sẽ có cái shop IT trang chủ giới thiệu. Ví dụ chúng ta mong muốn cái menu của mình nó nằm sang bên này, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao, đúng không? Hoặc nếu không có cái cục tìm kiếm này thì ở đây chúng ta sẽ bỏ cái form tìm kiếm này đi. Chúng ta bỏ đi. Thì ở trên này chúng ta cái button này, cái button nav 3 toggle DL none, nghĩa là cái toggle này, cái nav 3 toggle này nó là một cái icon. Đó, icon này chính là cái gạch ngang ba dọc á. Và khi mà ở cái giao diện lớn thì nó sẽ ẩn đi lát này, đây lát tức là cái lớn á, thì cái này nó sẽ display lát ở thiết bị lớn thì nó sẽ ẩn đi. Đó. Còn khi ở thiết bị nhỏ thì nó sẽ gì? Nó sẽ được kích hoạt ra. Nó sẽ tự động kích hoạt ra, nó sẽ được sổ ra cho chúng ta. Thì ở đây các bạn nhìn này, đó, nav 3 con nav thì ở đây chính là cái ẩn hiện thôi. Ở đây có một cái thuộc tính là margin right auto, nghĩa là nó sẽ tự động cách cái lề phải. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái này thành left thì các bạn thử xem kết quả của nó là gì. Đó, như vậy là cái đối tượng bên phải đây đúng không, nó sẽ tự động cách cái đối tượng bên trái là cái logo shop IT này, tự động auto. Đó, nội dung nữa thì nó tự động nó đẩy ra. Cô lấy ví dụ bây giờ cô có thêm vài cái menu nữa. Đó. Ngoài ra thì các bạn còn có thể dùng cái class là justify content space.
Between, thì ở đây của chúng ta là justify content between. Đó. Thì khi mà cái bài của mình gọi đến nắp ba thì cái nắp ba này nó có cái thuộc tính display flag rồi nên là chúng ta không phải gọi lại nữa. Các bạn hoàn toàn có thể xem code ở đây này. Đó. Chúng ta hoàn toàn có thể nhúng vào đây chúng ta xem. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn xuống đó, cái đối tượng của mình. Lướt qua một chút thôi. Đó, cái nắp ba này, position relative này, đó, display flag. Đó, nếu mà cô bỏ cái thuộc tính này đi thì các bạn thấy là cái hai đối tượng của mình nó không nằm trên cùng một dòng được đâu. Đó, khi có cái này rồi thì chúng ta mới thiết lập được một số các thuộc tính như margin, net, auto thì nó mới ăn nha, chứ không phải là ở vị trí nào. Tại sao mình dùng ở đây được mà chỗ khác không dùng được thì các bạn cũng phải để ý cho cô. Đó, chúng ta có xem ví dụ ở đâu thì chúng ta cũng nên test một chút và mở ra xem một chút xem nó là tại sao chúng ta dùng được ở đây. Đó. Tại sao bình thường chúng ta cũng dùng được. Rõ ràng là trong quá trình chúng ta tự code select thì cô nói là chúng ta phải có gì display flag, thì cái display flag nó mới ăn theo cái thuộc tính justify content. Đó. Rồi, bây giờ xóa đi, mục tiêu của mình ở đây là làm ra một cái, tạo ra một cái nút nhấn. Và khi nút nhấn có nội dung là đăng nhập, và khi người dùng người ta nhấn vào đăng nhập thì chúng ta sẽ có một cái model nội. Model ở trong đây cũng được cung cấp sẵn rồi, V4 model này, customer này, hoặc là default. Khi mà các bạn chọn, cô sẽ chọn một cái default đi. Library. Rồi, đó, chúng ta thử xem nha. Khi chúng ta tạo thì nó có cái gì ở đây? Thì ở đây chúng ta sẽ được một cái nút nhấn mặc định. Đó, khi chúng ta click vào đây thì nó có một cái model nội. Cái model nội này nó có tiêu đề này, có phần thân này, có hai nút close và save, và save để chúng ta lưu cái dữ liệu này lại để phục vụ cho quá trình lập trình, còn close là chúng ta đóng đi. Vậy bây giờ chúng ta muốn chuyển cái này thành cái form đăng nhập của mình thì tại đây chúng ta thay đổi tiêu đề này, thay đổi cái body bằng cái text body này bằng một cái form đăng nhập. Đó. Rồi, thậm chí cái nút này chúng ta sẽ thay đổi nội dung cho nó thành cái button đăng nhập. Cơ bản là chúng ta đã có sẵn rồi để cho chúng ta gọi, đúng không? Thì ở đây chúng ta để ý cho cô cái button, file bằng button class primary màu xanh. Ví dụ bây giờ các bạn không muốn màu xanh, các bạn muốn nó là màu tối. Đó, thì các bạn thay thôi. Đó, thì nó sẽ ra màu tối. Thậm chí các bạn muốn là cái này nó cách lề trên ra một chút nữa, vậy thì chúng ta có cái gì? Margin gì? Margin top 5 chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ cách lề trên ra một chút. Margin left 5. Đó, đấy là mình đang nghịch để chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn dựa trên những cái cung cấp sẵn chúng ta có thể tạo thêm. Và nó có cái data toggle model. Đó, tí nữa chúng ta gọi đến và nó target đến đúng cái đối tượng này này. Nó gọi đến data toggle model và gọi đến đúng cái model mà có tên ID là model ID. Đó, thì ở dưới đây, đây là những cái đặt sẵn. Sau này nếu như chúng ta gọi thì chúng ta nên thay đổi nha. Ví dụ chúng ta có nhiều cái model nội thì chúng ta nên đổi tên. Ví dụ ở đây là đăng nhập. Đó, thì ở dưới này chúng ta cũng đổi tên của mình là đăng nhập. Đó. Cái này là khi xuất hiện cái model thì nó sẽ xuất hiện theo cái dạng này, face. Đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đó. Chúng ta bắt đầu đi, chúng ta chỉnh sửa một số các cái chúng ta mong muốn. Thứ nhất là cái phần tiêu đề, đúng không? Đó. Ở đây của chúng ta sẽ là gì? Form đăng nhập. Đó. Thì ở đây có một cái button. Cái button này mình nói rồi, cái hôm mà ăn nước cô cũng nói rồi, đúng không? Cái này là chẳng qua là cái dấu tích thôi. Thay vì chúng ta viết dấu tích thì ở đây chúng ta dùng cái ký tự đại diện. Đó, cái mã. Rồi, đây là cái phần tiêu đề đã xong. Tiếp đến cái phần body. Thì ở đây cái phần body này chính là cái phần mà chúng ta cần tạo ra một cái form đăng nhập. Chúng ta sẽ tạo cái form đăng nhập tại đây. Đó. Và chúng ta bắt đầu tạo ra cho mình một cái form đăng nhập. Form
Thì ở đây dữ liệu của mình không gửi đi đâu cả, nên là cô sẽ bỏ cái action đi. Ở đây nó có sẵn cái group này cho mình. Đó, thì cái form group này nó có sẵn rồi. Chúng ta gọi ra thì ở đây nó có sẽ có một cái thẻ label, có sẵn một cái thẻ input cho chúng ta. Đó. Rồi ở đây có ngay một cái head tag là hiển thị ở phía dưới, chúng ta thử xem nha. Đó, chúng ta thử ra xem nó là cái gì. Thì đây chính là cái head tag. Đó, ví dụ chúng ta gợi ý cho người dùng vui lòng nhập vào tên đăng nhập. Đó. Hay là vui lòng nhập vào địa chỉ email. Đó. Và chú ý là địa chỉ email nó phải tồn tại, là bạn phải đăng ký rồi mới có. Đó. Rồi cái này bắt đầu viết. Ví dụ ở đây cô cho yêu cầu nhập email đi. Đó. Email for email nhỉ. Cái label này là cho email. Này thì quá dễ rồi ha. Tiếp, cái này chúng ta biết là email thì inbox của mình nó là email. Rồi, tên. Tên của mình có cần tên thì làm không chịch trôi. Tên email luôn. ID. Chúng ta lấy ID, có cần lấy ID không? À, để xíu chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu trong này để chúng ta kiểm tra, nên cô đặt tên cho nó một cái enter email placeholder. Không dùng cái này thì bỏ đi. Rất là nhanh vì cô không dùng cái phía dưới, nên là không dùng cái head tag, nên là cô cũng bỏ luôn cái đối tượng này đi. Rồi, bây giờ thêm một cái nữa là mật khẩu. Chúng ta đã xong. Giờ chúng ta tạo ra một cái kiểm tra nữa nhỉ. Cái submit kiểm tra xem là cái email của mình nhập vào có đúng hay không. Thường khi mà làm chúng ta còn một cái nữa là cái mà ghi nhớ mật khẩu. Chúng ta có muốn ghi nhớ mật khẩu hay không. Vậy chúng ta tạo ra một cái nữa. Cái form này của mình nó còn một cái loại form nữa là form checkbox kiểm tra, đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái người dùng người ta có nhấn vào cái nút lưu mật khẩu hay không. Checkbox form. Form checkbox. Đó. Ây chà, quá tiện nhỉ. Chúng ta dùng có hết rồi. Form check label. Check label. Check label display value của mình ở đây là ghi nhớ. Type bằng check này, có đặt tên hay không này. Nếu chúng ta lập trình kiểm tra thì chúng ta sẽ lưu vào. Đây ạ. Ghi nhớ mật khẩu. Còn ở đây tạm thời không có lưu nên thôi. Không có lưu kiểm tra xem là có ghi nhớ hay không nên cô sẽ bỏ qua, chỉ là thiết kế cái phần giao diện thôi ha. Tiếp, cái này là xong này, cái checkbox xong. Bây giờ chúng ta thêm một cái nút gì nhỉ, cái nút đăng nhập B4 BTN button.
cho bạn này để xíu chúng ta lập trình JavaScript kiểm tra cái thông tin đăng nhập. Tính sau là muốn đẹp hoặc là muốn là cái nút đăng nhập này nằm ra giữa đúng không? À, các bạn tự xử lý nha. Con sẽ không xử lý. Muốn thì thêm cái phần này đúng không? Chúng ta tự thêm một cái đối tượng chứa cái này rồi cho nằm ở giữa thôi. Con không xử lý đâu. Rồi như vậy cơ bản chúng ta đã xong. Ở đây chúng ta không có nút new nên là chúng ta cũng bỏ cái nút new đi. Đó, con sẽ bỏ cái này đi. Tra xem. Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái form đăng nhập rồi. Bây giờ chúng ta mong muốn ở phía trên này nó có màu sắc thêm thì chúng ta tự tinh chỉnh. À, thậm chí chúng ta sẽ tự viết CSS cho mình. Và ở đây cô không quan tâm đến phần CSS. À, thêm thì các bạn tự thêm mà thôi. Bây giờ chúng ta cần cái phần nữa là phần đi kiểm tra đúng không? Kiểm tra thông tin đăng nhập thì chúng ta phải bắt buộc phải viết code gì? Viết code JavaScript thôi. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ viết code JS. Chúng ta đã có sẵn thư viện JS rồi, à jQuery rồi nên chúng ta sẽ viết code jQuery. Đó. Khi cái này được click thì chúng ta sẽ làm gì? À, nhớ không nhỉ? Khi chúng ta gọi ở đây thì đô la rồi đến selector. Selector của cô dùng ở đây là ID thì phải thăng tên ID chấm click. Khi cái này được click thì chúng ta sẽ làm gì? Đó, chúng ta sẽ làm gì? Đó. Function nhỉ? Nhớ không? Function. Đó, thì... Rồi. Làm gì thì chúng ta sẽ làm ở đây nè. Đó. Thì đầu tiên để ngăn chặn cái form của mình nó mặc định nó submit thì chúng ta sẽ gọi đến một cái hàng. Submit mặc định á. Đó. Nhiều khi chúng ta vừa nhập xong một cái chưa kịp làm gì nó đã gì, nó đã ăn mất rồi và nó hiện nó load lại trang đúng không? Vậy thì để ngăn chặn cái việc đó thì chúng ta gọi một cái hàm đó là event.prevent default. Đó. Tiếp chúng ta sẽ lấy giá trị của email và mật khẩu email này, bát này. Số chuyển vào. Tương tự chúng ta sẽ lưu cái phần mật khẩu. Rồi, ok. Rồi sau khi lấy xong rồi thì chúng ta sẽ đi kiểm tra điều kiện đăng nhập. Nếu xảy ra
Đây chú ý là bình thường cô vẫn hay nói là chúng ta dùng dấu hai so sánh là hai dấu bằng, thì ở đây chúng ta dùng dấu ba dấu bằng thì cái việc kiểm tra nó sẽ nghiêm ngặt hơn. Ví dụ nếu người dùng người ta nhập vào đây không phải là kiểu ký tự thì nó sẽ báo lỗi đó, còn khi chúng ta để hai dấu bằng thì dùng người dùng nhập vào có là ký tự nhưng mà là số thì nó vẫn tự động chuyển về ký tự của mình. Nói chung là ba dấu bằng với hai dấu bằng thì ba dấu bằng nó sẽ nghiêm ngặt hơn. À, nếu mà đúng thì chúng ta sẽ gì? Thông báo đăng nhập thành công và chúng ta sẽ chuyển về trang đăng nhập .html sau 3 giây hoặc 4 giây. Đó. À, ở đây cô rất đơn giản, cô chỉ hiển thị một cái thông báo là đăng nhập thành công. Rồi tiếp, sau đó chúng ta sẽ sau một khoảng thời gian để thiết lập thì chúng ta là set gì, tại vì làm có một lần set timeout. Ở đây các bạn còn nhớ cái địa chỉ nhỉ, cái hàm mà gọi đến một địa chỉ mới á, function này. Ở đây cô sẽ viết hàm trực tiếp trong này luôn. Cái hàm này sẽ gì? Window open hoặc là window location đi. Tới vị trí có href, địa chỉ ở đây rất đơn giản bằng gì? Trang web mà cô mong muốn đến và trang của mình là trang đăng nhập, tại vì quay lại trang trang này luôn. Nếu mà các bạn muốn sang trang khác thì chúng ta sẽ thiết lập sang trang khác. Đó. Đây, trong cái hàm set timeout này của chúng ta có hai tham số. Tham số đầu tiên đó là chuyển qua trang đăng nhập và sau bao nhiêu thời gian? 3 giây. 3 giây phải không nhỉ? 300, 3.000. Đúng rồi. 1.000. 1.000 mili giây thì bằng 1 giây, và ở đây cái tham thời gian của cái hàm set timeout là mili giây. Đó, ngược lại cái việc đăng ký nhập thành công thì chúng ta sẽ thông báo là vui lòng nhập lại, hoặc là email, hoặc là chuyển về đây.